Hỏi lâu anh em. Phút hung tàn. Legrat nhé. Chắc mình sẽ chơi này thôi. Vút hung tàn hả anh em? Vút hung tàn thì mình chẳng nhẽ mình sẽ đánh ấy. Yon chăng? Yon gì thì chưa biết chăng? Choi à? Đánh gì nhỉ anh em nhỉ? Vút hung tàn. Forever young, I want to be forever young. Ba con ba đồ à? Thử xem nào. Với Yên Bái. Lo xin sớm này em ơi. Xiện rát đấm. Lao ulti. Hai tay dắt xiên là một ulti anh em ơi. Lau cân nốt. Cảm giác nên để gần video ngon hơn anh em ơi. Cảm giác để video sẽ ngon hơn. Cần mình bán kia nhá. Rác muốn có một cái choi không? Thôi mình nghĩ choi cứ để cho floor là hợp lý rồi. Chắc thế này thôi. Giữ con lau lại, nếu mà thắng thì giữ, còn không thì mình bán để mua con. Đây, thắng mình bán. À, thua. Thắng thì mình bán con này, thua thì mình bán con này. Okay. Floor xiên luôn. Rát mình một đấm được không? Một đấm được. Một đấm. Thôi rồi, thế cũng được. Floor bên kia xiên trước à? Xiên. Ok, thế bán này đi. Cho mình giữ con lau lại. Giữ con lau lại. Ai floor cũng ngon. Nhọt. Ai floor anh em ơi. Cái này nhớ 3.000 máu. 4.000 ba. Thêm này 1.000 hai. Thôi đến này đi. Lại gặp bạn này thế nào này. Rát một đấm này. Ok, tạm thời nó cũng khá tươi. Mặc dù đồ không hợp hoàn cảnh lắm nhưng mà vẫn xoay sở tạm tạm được. Cho nè, một bạn. Chủ đánh trì đầu tiên anh em ơi. Đánh cung hay đánh thú hay gì nhỉ? Có nhiều bạn yêu cầu đánh cung hay sao ấy nhỉ? Hay là làm trận cung ta? Choi thì mình thích đánh thú hơn nhỉ? Mà để xem nào đã nhá. Sau khi đánh cung vẫn được. Tèo, 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 tèo. Được không ta? Nghe kết à? Nghe kết thì chờ đó. Sau này. Chắc thêm con này trước đó nhá. Floor liếc. Floor hay kết à? Cũng được. Già con này dự dự dự. Nhau mấy bốn con. Thương thế. Tạm thời này đã nhá anh em nhá. Đang cũng không chưa chắc là thắng được trận này đâu nhưng mà thương đáy, hai thương đáy à. Thương thế. Floor xin đôi của này đẹp này. Suýt thì xin đôi được.
Nhưng bù lại video mình bắn được thường khá là nhiều này. Ủa này vẫn ulti được này, nếu mà cần ulti bù. Hoàng TD đánh Yon à? Ok, Hoàng TD. Em mình thích liền hơn. Khả năng đồ thế này thì chắc là phải đánh cung rồi anh em ơi. Đồ kiểu liềm liềm liếc liếc như này, đánh cung sẽ ngon hơn nhé. Và mình sẽ muốn có Senel hơn là còn muốn có con già. Senel hơn. Cũng chưa cần bán đi vội nhưng mà lau ngon hơn. Cái đẹp tạm thời đến này đã. Tháng 4 lên chuỗi tháng 5 nào anh em ơi, cố lên. Floor hay kết xiên con voi kia thì ngon nha. Voi trâu đấy anh em. Khoa học à? Hoặc sao trâu thế? Nhưng mà đen ấy gọi lại gặp đúng mình floor floor hay kết em. Thế chịu rồi. Cái đen tận mạng. Chanel lấy lại nhá. Thêm mình đang ở 4 cung này. Butterfly à, trong cho Butter đi. Butter trông có vẻ tím tím. Lau này chắc là nhót thôi. Cung mình đang có thiếu con teo ở bên kia thôi. Nó cần mình sẽ bán Butter đi à. Lấy thêm sót tướng thôi. Yon là 9 con. Khá nhiều bạn đánh Yon nhỉ. Thích nhỉ. Lo bên này có cái gì đây? Đồ xịn này. Vio bắn ulti được rồi. Ulti đẹp à em ơi. Một bổ ok. Và con Vio còn liềm. Butter, ui không kịp nhảy. Floor xiên, ôi không kịp rồi. Ở đấy floor xin là xin đôi đấy, vì con rat là sẽ đi bộ lên mà anh em. Con này floor 2. Floor 2 thì hơi chịu. Này nhót đi. Gọi Amelie nhỉ. Rồi nhót đi. Nhọc nốt đi. Này sẽ không cần giữ chuỗi nữa mà em ơi. Thằng này mất chuỗi rồi. BOT phát đẹp. Rat không kịp đấm. Chanel cũng là 16 con khá nhiều. Thua được nhá, thua thì ngon hơn anh em ơi. Cá nhân mình đã thích thua hơn. Một xiên nữa, ok. Tại bây giờ thua nó sẽ xuống trang bị hạng A, hạng X. Chắc là mình sẽ roll một phát này. Có con Senil Yon vào đây. Và con kia. Bỏ độ này đi giờ hơi sớm nhỉ. Thôi tự tin đi. Liều ăn nhiều thôi nha. Ba đồ Yon nhé. Ba đồ Aeron này cũng được, thôi tạm được. Thuận cho Aeron. Cho Senel ngon hơn, cho Senel đi. Tạo con Yon đi. Còn con 2 AT nữa. Senel 2. Hai Yon đi. Hai Yon trông khá tím. Ba đồ Senel. Một mười Yon đánh hai Yon đi á. Thương đáy này, thương đáy này, thương đáy này. Trộm căng phết anh em ơi. Ooh, forever young. I want to be forever young. Yon 2 này.
Xem nào, mình có giáp thống khổ anh em ơi, nó hồi lại máu rồi, nó giáp thống khổ là cũng ok. Bên kia chưa có truy hồn. Một liềm thôi anh em ơi, không cần hai liềm đâu. Cái này đi. Sẽ neo cho ulti sớm nhé. Và con sẽ neo có hai đồ thủ này vẫn khá là ok, nên mình cứ để cho nó cầm hai đồ thủ đấy đi. Chỉ cần hai con thôi. Và mình vẫn chờ con teo anh em ơi, con này có thể sẽ ulti được một phát hên xui. Nếu mà ulti được thì ngon. Không ulti được thì cũng không sao cả. Tại mình không biết ném cho ai nữa, chẳng ném cho Aeron 40 à, thôi ném cho Aeron đi. Lo xiên thẳng luôn à. Nhưng mà con Senel mình sẽ hồi lại máu được này. Ôi má, nó không kịp hồi máu luôn ạ. Hai Yon sấy đi, em sấy một thẳng. Một thẳng, đúng rồi, một thẳng. Voi này rất khổ à. Rồi xong rồi. Chú truy hồn anh em ơi, sao chờ truy hồn một chút thôi. Ta còn nhiều con chưa có mà. Hai chặt tê. Hai t ba hơi thừa tiền, không cần lắm. Hai t này trông một cái tươi, do này trông cái tươi, làm này trông không tươi bằng. Cho này cho hai t cũng được, hay là cho này cho hai t voi Senel. Ném cho Aeron, cho anh cho Aeron nó sẽ ulti được sớm hơn anh em, nó ít là bổ được một phát là có đánh nhót thôi. Ta cầm cho anh em đỡ phải cầm thôi chứ cũng không có tác dụng gì lắm. Ôi đừng để nó hai xiên nhá, hai xiên là mình má vẫn chết con Yon kìa, không kịp hồi máu anh em ơi. Không kịp hồi máu kìa Aeron này. Tiếc ghê, còn đấy hồi máu là mình con Yon mình sấy được tiếp rồi. Giờ mới lên được Yon này. Thêm được con này vào đây xong rồi. Chịu thua 2, chịu thua 3 đi. Nào có được Aeron. Tiếc ghê, ở đấy sẽ neo hồi máu Yon mình sống nó. Sống tốt đó, sống khỏe, sống tốt đó. Thương này nhỉ. Bữa ăn teo anh em mới thoải mái. Forever young. Phải lấy teo ấy anh em mới khả năng, phải roll teo ấy. Phải nó nhỉ. Em mình có thể roll một con teo cho chắc ăn cũng được. 9 con teo. Không, cũng có mỗi hai bạn chơi thôi anh em ơi. Này quá hại. Có lại méo. Thêm một lượt phải ngon. Văn heo kiếm đi kiếm lại vẫn ra thôi. Nghĩ là ra thôi. Gì. The universe, I will see my destiny to the end. Quy cầm hai đồ nhá. Thậm chí cho nó cả một cái chữ bùng nổ luôn tạm được. Này nhó. Rồng thì cứ cầm tạm đi. Muốn cầm cả ma lốc này anh em ơi, mình không muốn các bạn kia có ma lốc đâu. Mình cầm rồng quan trọng hơn đó.
shall vanquish darkness. Cho mình lên 9 thôi, chỉ chiêu lên 9 thôi. Không có gì hồi máu cho con Yon nhở. Trông nó khổ sở quá à, anh em ơi, xây mãi chết voi kìa. Cay quá trời. Quá khắc tinh của mình anh em ơi, hai cái giáp cũng khổ. Truy hồn đâu, trời ơi. Ôi trời ơi, hai sát thủ cũng được. Thôi mình lại muốn lấy quyền trượng hơn anh em. Má. Má cái tính nó kỳ. Tại nó phải hồi máu một chút anh em ơi, nó không có hồi máu gì, trông ghét quá. Trông nó bắn nó không ra hơi, nó không thở không ra hơi được rồi, còn nó thên ở đây nữa. Ôi dồi ôi. Téo bắn chéo. Yon bắn đây. Quy xuống đấm cho phát ngoài hả bừa. Mày hả bừa. Nó nhất có cái quyển trượng đấy ha, nó còn hồi tí máu em ấy, trông nó còn có sức sống một tí. Sức mạnh của chạo mút đấy em ấy. Cho nó cái gì nó còn mút mút nữa. Trời. Rồng cứ cầm đi. Pha này teo bắn thẳng này, pha này rồng hồi thẳng này. Không có thương. Này dòng tới chéo này, nhưng mà lại không ném đồ cho dòng, ném đồ cho nắc. Chúng cũng đẩy đẩy này là khá ok. Mình muốn đẩy thêm xa thêm một tí. Sợ thấy hơi tù. Thôi chờ thêm một tướng nữa mình đẩy thêm xa nữa nhé. Tạm tới này. Nào có chui thì mình nghĩ cũng chui ra bên ngoài. Hay chui ở bên trong nhỉ? Hay nó chui ở bên trong nhỉ? Quy đập nhất phát mày. Teo chết sớm. Hero ulti được phát này. Sấy này, hồi máu đi em. Hồi máu đi em, đúng rồi, hồi máu đi em. Quá, hồi máu phải thế chứ. Mình có thể ném lên đồ cho con Yon và con Teo và con Hero này rồi, thôi là cứ để Hero cũng được, không có vấn đề. Crash không cần đâu. 40 lên luôn nhỉ. 56 máu không cần lắm nhỉ. Sao máu trở được. Mình có thể ném hai đồ này cho con Teo không? Hay cứ để cho Aeron nhỉ? 5.900 máu cho, hay cho con này đi. 5.600 cũng ok mà, 5.600 ok mà, bởi con này còn cung thủ, nó còn tăng tốc đánh, tăng các thứ nữa. Xong rồi nó buff giáp ảo, buff hai lần giáp ảo. Đấy, hai lần giáp ảo bắn mãng chết kìa. Voi này nhá, mày cẩn thận nhá. Má cầm hồi máu không cứu được. Chết rồi, con này nó counter mình quá, nhưng mà phải có chi hồn ấy cái gì. Không nhở. Cứ không có chi hồn không đánh giáp tống khổ à. Kỳ vậy. Mình nghĩ để cho Aero ngon hơn. Con này nó hơi tù quá. Cớ này ma mơ ngạc cái vái hả? Nó Aero cảm giác nó còn ulti, nó còn choáng choáng được các thứ, nó còn cản bước team địch những thứ được. Yon 3 nhá, xin con Yon 3 đây. Nhẹ con Yon 3 đấy. Trận này xấu nhỉ. Trận này kiểu nó đổ nó không như ý lắm. Xin đây đi. Mình sẽ cần về luôn đi. Cho nó sớm nhà sớm cửa sớm chợ đi. Ritter đâu. Thôi con cát được.
victory means true. Cat. Sớm lên các bạn ơi, sống vội lên. Trời ơi. Các này không sống nổi luôn à? Mà ăn choáng của nó rồi. Chắc nó phải cho một tí đồ đi cho nó sống được anh em. Không có sách thánh. Liềm cho con cát đi. Và cho thêm cái thuẫn này cho con. Cho hỏi muốn cho con kia. Khó nghĩ nhở. Tại con quy phải đấm luôn. Sách thánh. Không có rồi, thôi đồ thủ đi. Đồ thủ cho Yon đi. Cho liềm cho con cát đi. Và thêm hai đồ này cho con cát này. Hơi phí nhỉ. 5.900. Cái mình uống con cát mình sống trâu trâu hơn một tí mà. Peter đâu em? Cần não nick Peter đó. Thôi cho con cát đi. Sống thêm được bao nhiêu thì sống, trách thương này. Bên đấy này. Teo bắn thẳng, ui teo bắn chéo góc này ghế thế. Thôi chẳng chuẩn sang góc bên kia nhá, sau chuẩn sang góc bên kia nhá. Quy đấm được này. Yon sấy ngang được này. Mua sấy con thên đi. Sấy con... Ui má sao ăn choáng rồi. Giáp phòng bệnh được này. Tơ. Chắc cần Richter hơn là con cát anh em ơi. Con liềm thua nó. Nhà mấy trận mình gặp con voi thống khổ ghê quá. Không đỡ được. Cái gì nữa? Con cát này. Con cát 2 thì lại là câu chuyện khác anh em ơi. Con cát 2 thì ưu tiên hơn Richter. Dòng rồi thẳng nhá. Con cát xuống đài. Thêm. Con cát xuống đài. Ê góc này mình góc đẹp nè. Tây Hồ. Tại thì bắn con này tiếp đi. Tại trận này mình gặp Hoàng Tây Hoàng TD là khá là ổn. Sống được khá là ổn. Sống ổn, sống tốt đó. Các bạn này cũng được, các bạn này cũng chấp nhận được. Choáng được này. Ui, vẫn nhảy được à? Choáng đi, ơ thánh đồ đâu các em ơi, thánh đồ của anh đâu. Trời ơi, sao nó nhảy được như điên thế kia. Má mày. Xấy đi em, thánh đồ đi. Đúng rồi. Giờ sao? Giờ thì sao nào? À còn teo. Ê ê ê. Sấy được nhá, sấy được nhá. Ăn choáng rồi. 1 0 bắn thượng. Trời ơi, đèn thế. Fuck. Eo ơi, cái giáp thống khổ nó counter cung nhà mình quá anh em ơi. Cái này cũng truy hồn nữa. Dễ đến mức này, em ơi tiếc nhở Yon 3. Không có sách thánh này. Giáp bổ mệnh, không có truy hồn. Sấy mấy con thống khổ trừ bao nhiêu máu. Xong rồi cuối cùng mấy con thống khổ được sống đến mấy đâu. Gặp đúng cao tơm nhà mình xong rồi nó tự chết. Cay thật. Đấy mấy nhà này mình ăn được này. Thêm một chút nữa, thêm một chút máu nữa là mình ăn được. Chờ Victor nữa, cũng thấy chưa ra Victor. Hơi tiếc anh em ơi. Nhưng mà thôi, mình nên đây kết thúc rồi. Đó. Chơi công thủ cũng khỏe nhưng mà thi thoảng cũng có cái trường hợp thi thoảng như vậy đó anh em. Không cứu được. Nên là hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Thì mình đến đây kết thúc rồi. Bye bye anh em.